Xin chào cả nhà thân yêu, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mr. Money. Hôm nay mình đi dạo ở đây và mình thấy cái cây này nó đã chuyển lá qua màu đỏ và màu vàng rất là đẹp. Nhìn như là một cây hoa siêu to, khổng lồ. Cho nên mình quay lại cho mọi người xem ha. Ở Đức vào mùa thu thì có rất là nhiều cây như thế này. Ở chỗ này mình đi thì chỉ có một cây thôi. Khi nào mình vào rừng mình sẽ quay cho các bạn xem nguyên một rừng cây lá xanh, lá đỏ, lá vàng lẫn lộn. Nó tạo nên màu sắc mùa thu rất là đẹp. Dọc những con đường làng ở Đức thì người ta trồng rất là nhiều cây xanh. Cho nên mùa thu chạy qua những con đường làng tuyệt vời luôn các bạn. Ngắm cảnh hai bên rất là đẹp. Bởi vì màu sắc nó rực rỡ, nó giống như là những cây hoa hai bên đường vậy đó. Mà mình thấy cái màu sắc này nó còn đẹp hơn cả hoa nữa. Bởi vì một cây nó có lẫn lộn nhiều màu lá. Còn như hoa bình thường thì ở Đức thì mùa hè có rất là nhiều loại cây hoa mà cây rất là to. Nhưng mà hình như là không có cây nào nó đẹp được như là cái lá mùa thu này á các bạn. Ở Đức có nhiều loại lá cây có hình dáng rất là đẹp và lá rất là to. Khi mà mùa thu nó chuyển qua màu đỏ, màu vàng thì người ta đi lượm lá đã về rất là nhiều. Lá đã về mình có thể làm hoa nè, rồi mình có thể dán lên cửa kính nè để trang trí cho mùa thu á, hoặc là người ta dán lên những cái bình thủy tinh xong rồi người ta đốt đèn cầy trong đó thì nhìn nó rất là đẹp. Người Đức thì họ hay thích trang trí bên trong nhà theo mùa các bạn. Trường mẫu giáo các cô cũng hay dắt các em nhỏ đi nhặt lá mùa thu để về trang trí cho lớp học vào mùa thu. Thank you.
Con kỳ của mình nó xuống ruộng bắp và nó lượm được một trái bắp còn sót lại ở dưới ruộng. Và bây giờ là nó nhất quyết tha, nó không chịu buông ra. Mà nó có cái tính rất lạ là khi mà nó đã thích cái gì thì không ai lấy được của nó. Kể cả mình cũng không lấy được ra khỏi mõm của nó. Còn đây là bông hoa hướng dương đang bắt đầu nở nè mọi người. Nó chưa nở bung ra cho nên chưa có thấy màu vàng.